Nga được cho là đã triển khai bom Pháp 1500 nặng 1.5 tấn, gắn bộ dẫn đường UMPK, để tăng uy lực cho các đòn không kích tại Ukraine. Sau nhiều tháng thử nghiệm, quả bom Pháp 1500M54, gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất, UMPK, đầu tiên, đã đánh chính xác vào mục tiêu được chỉ định tại Ukraine, tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga thông báo hồi đầu tuần, nhưng không công bố hình ảnh quả bom gắn hệ thống UMPK. Phi công này nói rằng, nhà sản xuất phải thiết kế tổ hợp UMPK hoàn toàn mới, cho bom Pháp 1500 nặng 1.5 tấn, thay vì sử dụng những bộ kit sẵn có, cho bom Pháp 500 nặng 500kg. Giới chuyên gia phương Tây nhận định điều này là do mẫu Pháp 1500 nặng gấp 3 lần Pháp 500, đòi hỏi bộ UMPK phải có kết cấu vững chắc hơn nhiều. Họ cũng tăng tầm thả bom lên gấp nhiều lần so với những mẫu UMPK nhỏ hơn. Đây là loại bom dùng bộ UMPK có tầm bay xa nhất của Nga hiện nay, tài khoản Fighter Bomber cho hay. Phi công Nga nhấn mạnh bom Pháp 1500 gắn bộ dẫn đường UMPK có thể đánh trúng vòng tròn bán kính 5m, tạo ra hố sâu với đường kính 15m và tác động mạnh đến mọi vật thể trong diện tích 2 km². Mỗi tiêm kích bom Su-34 có thể mang 2-3 quả Pháp 1500 UMPK để tấn công nhiều mục tiêu đơn lẻ hoặc hủy diệt một vị trí chỉ với một chuyến xuất kích. Bom UMPK đang được trang bị cho chiến đấu cơ Su-35S và tiêm kích bom Su-34 nâng cấp, nhưng nó cũng có thể xuất hiện trên những dòng Su-34 cũ hơn. Loại bom này chưa được sử dụng phổ biến, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng có thể tăng sản lượng đáng kể trong vài tháng tới, cho phép thả tối đa 100 quả mỗi ngày trên mọi mặt trận, phi công Nga nói thêm. Truyền hình quân đội Nga hồi tháng 4 công bố hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát các nhà máy công nghiệp quốc phòng ở tỉnh Nizhny Novgorod, cho thấy dây chuyền sản xuất hàng loạt bom Pháp 1500 đang hoạt động. Nhóm phân tích thông tin xung đột JIT có trụ sở tại Nga nhận định, khả năng đánh trúng vòng tròn 5m của bom Pháp 1500 là con số phóng đại, độ chính xác thực tế có thể thấp hơn. Dù vậy, chuyên gia quân sự David X của Forbes cho rằng, loại bom này không cần quá chính xác, do khối lượng thuốc nổ gần 1 tấn, đủ sức xóa sổ nhiều mục tiêu, ngay cả khi không đánh trúng đích. Đây không phải lần đầu Nga triển khai bom dẫn đường 1.5 tấn tại Ukraine. Không quân Nga từng ném UPAB-1500, loại bom dẫn đường ra mắt từ năm 2019, để tấn công mục tiêu đối phương trong những tháng qua. UPAB-1500 sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh GLONASS, có sai số mục tiêu khoảng 10m. UPAB-1500 là vũ khí dẫn đường chuyên dụng, có giá rất cao và số lượng nhỏ. Trong khi đó, Pháp 1500 là loại bom thông thường được sản xuất đại trà và giá rẻ, cho phép nhanh chóng tạo ra lượng lớn bom dẫn đường với chi phí thấp khi kết hợp với UMPK, X nhận định. UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng JDAM của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Các nguồn tin tại Nga cho biết một bộ UMPK có giá xuất xưởng khoảng 24.000 đô la Mỹ, rẻ hơn nhiều so với tên lửa và bom dẫn đường được sản xuất chuyên biệt. Nga bắt đầu sử dụng bom thông thường gắn UMPK từ đầu năm nay, gây ra mối đe dọa không nhỏ với các đơn vị Ukraine. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.